Xin chào các khán giả thân yêu của Bện TV. Thùy Dung rất vui khi hôm nay lại đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, không gì hấp dẫn trí tò mò của con người hơn những địa điểm bí ẩn ở trên thế giới. Càng không thể đặt chân đến nó, bạn lại càng ham muốn khám phá nơi đó hơn, đúng không nào? Và cả khi các bạn cũng đã tra Google Maps, những nơi đó cũng đều sẽ bị làm mờ hết. Không phải cứ có tiền là đi đến đâu cũng được đâu nhé. Vậy thì trong video lần này, hãy cùng với Thùy Dung đi tìm hiểu những địa điểm như vậy. Chín địa điểm bí ẩn mà có tiền chưa chắc đã đến được. Số 1. Po Pajinga. Khi mới nhìn qua thì hòn đảo hình vuông Po Pajinga của Nga trông giống như là một nhà tù hoặc là một pháo đài bị ma ám, với rất nhiều những phần cấu trúc đã bị hư hại. Và cho tới tận ngày nay thì người ta vẫn chưa biết rõ hòn đảo tọa lạc trong một hồ nước ở nơi sâu nhất Siberia này thực tế được dùng để làm gì khi nó được xây dựng cách đây 1.300 năm. Cái tên Po Pajinga của hòn đảo này trong tiếng Tuvan có nghĩa là nhà đất sét. Theo các chuyên gia cho rằng thì hòn đảo này đã được xây dựng từ thời đế quốc Hồi Hột từ năm 744 đến năm 840 sau Công Nguyên. Tuy nhiên, họ vẫn chưa rõ động cơ xây dựng một pháo đài ở nơi biệt lập đến như vậy, cách đây rất xa các khu vực dân cư lớn và các tuyến đường giao thông quan trọng. Bố cục dày cũng như là cách sử dụng những vật liệu để có thể xây dựng, thực hiện truyền thống kiến trúc của Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm đảo năm 2007 cùng với hoàng tử Albert của xứ Monaco cũng đã bày tỏ bối rối trên. Tôi đã tới rất nhiều nơi và thấy rất nhiều thứ, nhưng tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ gì như thế này, đủ để thấy rằng nó thật sự bí ẩn và vô cùng khó hiểu. Số 2. Rừng Bohemian, Mỹ. Rừng Bohemian hay còn gọi là Bohemian Grove Park là một trong những mật danh của hội kín nằm trong rừng Bohemia, với những bí mật kinh ngạc và đáng sợ. Nhìn từ bên ngoài thì khu rừng này trông giống như là một địa điểm cắm trại bình thường, nhưng chỉ những nhân vật tầm cỡ và khét tiếng thế giới mới có vé được vào cửa. Được thành lập vào tháng 4 năm 1872, rừng Bohemian đã có mục đích là một tập hợp của các quý ông giới thượng lưu Mỹ như những trụ cột của nền kinh tế trong các ngành mũi nhọn như là công nghiệp, quốc phòng, bất động sản, xuất nhập khẩu hàng hóa. Nội dung chương trình nghị sự tại các câu lạc bộ luôn thuộc dạng bí mật, tuyệt mật, bao gồm có từ chính sách đối nội đến chiến lược đối ngoại nhằm khẳng định vị thế siêu cường của nước Mỹ. Thật khó mà có thể biết được những nhân vật cộng cán nào đã từng sở hữu Gold Card, thẻ vàng, thứ mà bảo bối chứng nhận được danh tính thành viên sáng giá của câu lạc bộ bí ẩn này. Thông tin hé lộ cho biết, thông thường thì phải xếp hàng chờ tới 40 năm mới hy vọng có được tấm vé bảo bối này. Số 3. Đường tàu điện ngầm số 2 Nga. Dưới thời chính quyền của Stalin, một hệ thống đường tàu điện ngầm bí mật đã được xây dựng và có cái tên là Metro 2. Hệ thống đường dây này vốn được xây dựng để có thể kết nối các cơ quan hành chính đầu não như điện, Kremlin, sân bay Vnukovo 2 và Đại học Tổng hợp của lực lượng vũ trang Liên Xô. Nhiều báo cáo cho rằng trong hệ thống đường dây này còn có các căn hộ và phòng kỹ thuật. Bí mật là vậy nên người ngoài khó lòng có thể xâm nhập vào trong hệ thống đường dây này khi mà đây được cho là nơi trú ẩn và thoát hiểm của các nhân vật chủ chốt của các chính quyền trong các trường hợp xảy ra chiến tranh. Chính quyền Moscow một mực đã phủ nhận sự tồn tại của đường hầm này, nhưng đến năm 1994, một nhóm người dân thông báo họ đã tìm được lối vào hầm. Ngày nay, chỉ một trong bốn nhánh của hầm được xác nhận là có tồn tại. Đây chính là đường dây D6 mà các bạn đang được chiếm ngưỡng đây. Số 4. Tam giác quỷ hồ Michigan, Mỹ. Có vẻ là hình tam giác luôn đại diện cho những điều gì đó huyền bí và chết chóc. Ai cũng biết đến tam giác quỷ Bermuda, nhưng ở Mỹ có một tam giác quỷ chết chóc nữa nằm ngay tại hồ Michigan.
một trong những ngũ đại hồ của Bắc Mỹ. Bên cạnh vẻ đẹp tuyệt vời cùng với hồ nước trong vắt, hồ Michigan được coi là nấm mồ đáng sợ chôn vùi rất nhiều những tàu mất tích đầy bí ẩn khi đi qua đây. Hàng trăm con tàu đã đắm chìm ở dưới đáy cát của hồ và nhiều trong số chúng vẫn chưa thể tìm ra tung tích. Cụ thể là bảo đàng Ships Wash, ngũ đại hồ, đã thống kê khoảng 6.000 con tàu đã bị chìm ở hồ nước tam giác quỷ này và có tới khoảng 30.000 người đã mất tích. Hiệp hội nghiên cứu tàu đắm ở Michigan cho rằng thời tiết bất thường, bão và sương mù xuất hiện đột ngột chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục bị phá hủy của hàng nghìn con tàu. Đáng chú ý hơn nữa là hàng trăm con tàu trong số chúng đã bị mất kiểm soát và trở thành nạn nhân của những cơn gió và sóng dữ dội tấn công, thành từng những mảng trôi vào bờ. Tuy nhiên, thì vài trăm con tàu thuyền khác đã bị chìm trong vùng nước sâu ở ngoài khơi xa. Chúng ta hãy cùng tạm biệt với tam giác quỷ Michigan ở Mỹ, nổi tiếng cũng không kém với tam giác quỷ ở Bermuda. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những bí mật ẩn sâu ở trong đường hầm kim tự tháp Del Teotihuacan, Mexico. Số 5. Đường hầm kim tự tháp Teotihuacan, Mexico. Thành phố Teotihuacan được hình thành vào khoảng 400 trước công nguyên, là một trong những cái nôi văn minh cổ đại nhất của nhân loại. Vào năm 2003, thì một cơn bão đã tạo ra một lỗ hổng ở trên mặt đất gần với kim tự tháp Teotihuacan, và bên dưới lỗ hổng sâu 14m đó là một đường hầm. Đường hầm này đã bị đóng cửa ít nhất là 1.700 năm. Bên trong đường hầm là một trong những không gian cực kỳ rộng lớn, từ nơi cổng chính tới cuối đường hầm kéo dài khoảng 103m, bắt đầu ở độ sâu 14m và kết thúc nơi sâu nhất là 18m. Theo các chuyên gia, thì người Teotihuacan cổ đại đã sử dụng đường hầm trong khoảng 250 năm. Sau đó, họ đóng nó lại và xây tường từ trong ra ngoài, và đường hầm này không được mở cửa cho công chúng vì sự xâm nhập của các khách tham quan có thể sẽ phá hủy những cổ vật và gây hư hại cho sự tôn nghiêm ở nơi này. Số 6. Căn cứ Piney Gap, Úc. Piney Gap là một căn cứ quân sự tuyệt mật do Mỹ và Australia kiểm soát. Nơi đây được mệnh danh là khu vực 51 ở Australia khi bị là đồn đoán là địa điểm lưu trữ công nghệ ở ngoài hành tinh. Mặc dù được kiểm soát bởi hai nước, nhưng Mỹ mới là người cầm quyền kiểm soát hoàn toàn căn cứ tuyệt mật này. Căn cứ Piney Gap được sử dụng để có thể nghiên cứu vệ tinh do thám, hỗ trợ các hoạt động tình báo cũng như là các chiến dịch quân sự. Thế nên Piney Gap được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cấm người ngoài có thể tiếp cận. Những người Mỹ làm việc trong Piney Gap đều là một trong những nhà phân tích tình báo, điệp viên, chuyên gia, giải mật mã và chuyên gia ngôn ngữ, kỹ sư thuộc các đơn vị tình báo của NSA, CIA hay là NRO. Bởi bí mật như vậy nên căn cứ này được nghi là nơi đã che giấu các hoạt động liên quan đến người ngoài hành tinh và UFO. Có nhân chứng đã nhìn thấy những ánh sáng lạ, bí ẩn đã phát ra từ căn cứ quân sự tuyệt mật này. Tất cả những điều kỳ diệu này chỉ là giả thiết mà thôi. Cho đến ngày nay thì công chúng vẫn vô cùng tò mò về những điều thật sự đang diễn ra ở bên trong căn cứ của Piney Gap. Số 7. Đảo Poveria, Ý. Nhìn bên ngoài hòn đảo thơ mộng này thì không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp cổ kính của nó. Tuy nhiên thì việc đặt chân đến nơi này lại là một trong những việc khác đấy. Vào đầu thế kỷ thứ 15, bệnh dịch hạch đã tàn phá châu Âu. Những người muốn vào nước Ý phải kiểm tra sức khỏe ở đảo Poveria và ở lại đây 40 ngày để có thể theo dõi, y như cách chúng ta đang làm bây giờ với đại dịch Covid-19. Sau 40 ngày, nếu như không bị bệnh thì họ sẽ được thả, còn nếu như phát hiện bệnh thì sẽ bị bỏ mặc cho chết. Khi bệnh dịch hạch đã lây lan khắp nước Ý thì những người mắc phải hoặc chỉ có dấu hiệu bệnh tật nào, do đó sẽ bị chuyển sang đảo Poveria. Họ sẽ không được chữa trị và tất cả đều sẽ chết dần chết mòn ở trên đảo. Xác chết chất đầy hàng chục, thậm chí là hàng trăm. Hòn đảo này đầy những hố chôn tập thể hoặc là bãi đốt lớn dùng để tiêu hủy những thi thể. Người ta đã ước tính chỉ riêng đảo
Povodia đã có khoảng 160.000 người xác chết và đất đai ở trên đảo sẽ vĩnh viễn lẫn với cho người. Năm 1922, sau khi rất nhiều những thế kỷ bị rơi vào trong quên lãng, hòn đảo này lại được dùng làm bệnh viện nhốt các bệnh nhân tâm thần. Rất nhiều người đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét khiến cho họ đã bị thức giấc giữa đêm. Chưa đủ rùng rợn, vài bác sĩ ở đây đã tiến hành thử nghiệm các cách chữa bệnh bệnh hoạn và tất nhiên là một lần nữa đã có rất nhiều người chết ở đây. Hòn đảo Povodia đến ngày nay đã bị chính phủ Ý nghiêm cấm đến tham quan, trừ khi bạn muốn lẻn vào mà không ai biết. Số 8 căn cứ quân sự Anh Wave Manwist Hill. Nhìn những quả bóng gôn khổng lồ này, không ai nghĩ đây chính là một địa danh có độ bảo mật cao nhất ở thế giới. Wave Manwist Hill là căn cứ có nhiệm vụ theo dõi các âm mưu khủng bố, các hoạt động tình báo chính trị, ngoại giao ở trên toàn cầu. Wave Manwist Hill có một trạm vệ tinh mặt đất lớn, hệ thống thu nhập những thông tin và hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công. Căn cứ này cũng tham gia soạn thảo các báo cáo về gián điệp kinh tế. Có thông tin là chính ở nơi đây đang kiểm soát mọi cuộc gọi điện thoại ở trên thế giới vì căn cứ này có liên hệ với hệ thống dò thám toàn cầu Echelon. Số 9. Đảo Phục Sinh, Chile. Xét về mặt địa lý thì đảo Phục Sinh nằm ở nơi cô lập nhất thế giới, cách nơi gần nhất đó chính là đảo Pitcairn, đến hơn 2.000 cây số, cách bờ lục địa Chile đến gần 4.000 cây số. Đã vậy, cả chính phủ Chile lẫn cả hòn đảo đều không muốn đảo này trở thành điểm du lịch đông đúc. Người dân ở đây đã sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cừu, họ luôn tìm đủ mọi cách để có thể giữ gìn các phong tục truyền thống và từ chối sự xâm nhập của nền văn minh ở bên ngoài. Hiện nay thì mỗi năm chính phủ Chile đã gửi một chuyến tàu ra liên lạc và tiếp tế một số những nhu yếu phẩm cho đảo Phục Sinh. Thời gian còn lại thì đảo gần như là hoàn toàn bị biệt lập đối với thế giới ở bên ngoài. Càng biệt lập, đảo lại càng hấp dẫn các nhà khảo cổ học ở trên toàn thế giới vì những điều bí ẩn trong nền văn minh xưa. Vừa rồi chính là 9 địa điểm ở trên trái đất mà có tiền chưa chắc bạn có thể sẽ được đến đó. Bạn thấy ấn tượng với nơi nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!